Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở túi hàng này ra để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ thấy ngay một chiếc bóc rất là quen thuộc của Calvin Klein với cái tông màu trắng nè. Ngoài ra chúng ta sẽ không có gì khác bên trong túi hàng này. Đây, một chiếc bóc màu trắng với tên thương hiệu bên ngoài rất là nổi bật luôn. Và để đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo bao tay vào, tránh trường hợp là cái mồ hôi tay nó bám lên trên bề mặt bóc cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ ha. Rồi, chúng ta hãy cùng xem xung quanh hộp họ có cái nắp hộp khá là lỏng, các bạn mình không biết là tại sao khớp với hộp này nó hơi lỏng. Rồi, đây, xíu nữa là mình đã tuột tay rồi. Bình thường thì mình sẽ dùng lực một chút xíu, tuy nhiên ở mẫu hộp này hơi lỏng một chút. Bên trong hộp chúng ta sẽ thấy nhân vật chính là chúng ta sẽ có thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng của Calvin Klein tương đối là dày với khá là nhiều ngôn ngữ bên trong và một chiếc gối rất là lớn êm. Thầm sẽ đeo vào bên đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đây chính là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, được bảo vệ bởi một lớp ni lông bên ngoài khá là kỹ lưỡng nè. Phần tắc vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ mình sẽ lấy nó ra ngay đây. Và mẫu Calvin Klein ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã là K3M5215X. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để có thể tìm mua sản phẩm này với giá tốt nhất nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về tên của mẫu này hôm nay sẽ là Calvin Klein Minimal Watch Lady Watch, một mẫu sản phẩm đồng hồ dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Minimal của thương hiệu Calvin Klein. Đường kính của mẫu này sẽ là 35mm với độ dày 7mm, khá là mỏng dành cho nữ giới nè. Mặt kính của chúng ta sẽ được làm bằng kính khoáng cho cái khả năng chống va đập tốt, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Và ở trên mặt số này chúng ta sẽ thấy ngay một cái mặt số màu trắng rất là thuần khiết nè. Đây là một tông màu khá là an toàn, giúp chúng ta dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau và sử dụng được trong mọi dịp. Ngoài ra màu trắng cũng là một trong những cái màu được yêu thích nhất trong ngành chế tác đồng hồ vì nó sẽ luôn luôn không bao giờ bị lỗi mốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế rất là ấn tượng đến từ thương hiệu Calvin Klein. Chúng ta sẽ không có cọc số nha. Thay vào đó chúng ta sẽ có cái logo CK rất là lớn luôn, hầu như nó bao phủ toàn bộ cái phần mặt số 35mm này của đồng hồ. Bộ kim chúng ta sẽ được trang bị hai kim chức năng đầy đủ, đó là kim giờ và kim phút nè, được thiết kế khá là thanh mảnh luôn. Tên thương hiệu sẽ được đặt ở góc 3 giờ Calvin Klein. Và phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Về cái ấn tượng nhất trên mặt số của chúng ta thì đó chính là cái logo CK lớn nhất này rồi. Đây các bạn có thể thấy đây, một thiết kế rất là độc đáo. Và đây cũng là một cái phương châm của Calvin Klein luôn. Trong phương châm thiết kế của Calvin Klein họ luôn đặt là cái slogan đó là đơn giản tối đa, độc đáo tối đa. Và ở ngay trên sản phẩm này đó là một cái minh chứng cụ thể nhất rồi. Về phần khung vỏ cũng như là dây đeo của chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L. Đây là một loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống lại được các đặc tính từ tính. Và bên trong khung vỏ này chúng ta sẽ được trang bị một cái cổ máy pin ITA 901.001 cho độ chính xác cao vì nó luôn hoạt động liên tục cho đến khi nó hết pin, không cần phải tinh chỉnh thời gian quá thường xuyên như là một số mẫu đồng hồ cơ khí. Kháng nước trên mẫu này thì sẽ là 30m thôi, yên tâm cho các bạn có thể đi mưa nhỏ hoặc rửa tay, các bạn nữ có thể yên tâm. Tuy nhiên là trong trường hợp tiếp xúc với nước mình cũng đã lưu ý với các bạn rất là nhiều lần đó là có hai trường hợp xảy ra, nhiều nhất đó chính là đi mưa và rửa tay. Thì nói về việc đi mưa thì nếu mà được trong trường hợp này các bạn nên tháo chiếc đồng hồ của chúng ta ra bảo quản bên trong ba lô túi xách, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nước mưa thứ nhất là về mặt vệ sinh, nước mưa mang theo rất là nhiều axit nè cũng như là chất bẩn và vi khuẩn, nó có thể đóng ở cái núm vặn này khá là lâu và các bạn vô tình không để ý vặn điều chỉnh núm vặn thôi thì nước nó sẽ cút ti đi vào trong máy của chúng ta rất là dễ dàng. Trường hợp hai đó là khi các bạn rửa tay là tuyệt đối các bạn không được rửa tay dưới vòi nước trực tiếp nha, vì khi đó áp suất nước từ vòi nó xả ra rất là lớn hơn cái miếng ron cao su bảo vệ bên trong và áp suất đồng hồ sẽ không chịu được và nước vẫn có thể xâm nhập vào, và khi đó thì
hư hỏng bộ máy của chúng ta, và chi phí để có thể khắc phục cái trường hợp này nó khá là cao, nên các bạn chú ý trong quá trình sử dụng nha. Mình cũng nhắc rất là nhiều lần trong cái video rồi. Về phần khung vỏ ở mẫu này, các bạn có thể thấy là viền benzen nó là một khối so với cái phần thân vỏ của chúng ta luôn, và được làm mờ. Đây một cái chế tác gọi là nó, họ đánh không phải là phay xước mà họ phủ mờ như thế này, rất là mịn, họ đánh mịn luôn cái phần thép của chúng ta, mang lại một cái nét gì đó rất là cao cấp và sang trọng, cái tông màu bạc nữa. Về phần núm chỉnh của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái logo CK ngay trên phần núm chỉnh, khá là nổi bật. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mỗi đồng hồ của chúng ta rất là nhiều luôn. Tổng quan thì cái mẫu đồng hồ của chúng ta vẫn còn nguyên siêu đây, cả cái siêu còn rất là nguyên vẹn, siêu mặt đáy nha các bạn. Siêu mặt thì họ dán khá là đẹp, mình không thấy nó bong bóng, cho nên là mình quyết định mình không tháo ra, từ nãy giờ mình cũng không để ý luôn là nó họ dán sát này. Ở mẫu này họ dán sát vô ngay viền luôn nha các bạn, mình rất là khó quay cho các bạn thấy, nhìn vào mắt thường thì mình thấy dễ hơn. Rồi, về phần dây đeo, đây cũng là một cái thiết kế dây đeo mà có rất nhiều điểm đáng nói ở đây. Đó là một cái thiết kế dây đeo dạng mesh, hiện nay thì đang rất là được ưa chuộng trên thế giới luôn. Trong ngành chế tác đồng hồ cũng rất là nhiều thương hiệu đã sử dụng cái loại dây mesh này. Nó kết hợp vừa giữa giống như là sự thoải mái, nhẹ nhàng và ôm tay của dây đeo da, cùng với sự bền bỉ, dễ vệ sinh và bền chắc chắn của dây đeo kim loại. Đó, nó tạo ra một cái dây mesh như thế này. Thì dây mesh được xem là một trong những cái thiết kế sáng tạo của dòng dây đeo kim loại. Mẫu dây đeo này dạng lưới này thì nhận được cái sự yêu thích đặc biệt của chị em phụ nữ luôn. Nó được tạo thành từ những cái mắt xích nhỏ và nhẹ hơn so với dây kim loại, để mình để gần cho các bạn xem nha. Đó, thông thường và hình thành nên một cái mặt lưới mỏng và dẻo hơn. Với những cái đặc điểm đó thì dây đeo dạng lưới không chỉ dễ dàng ôm vào cổ tay của người dùng mà còn mang đến cái phong cách vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính cho phái đẹp nữa. Chính vì thế nó rất là được ưa chuộng trên thế giới hiện nay nhé, đặc biệt là đối với các bạn nữ. Khóa được sử dụng cho mẫu này, đây là một cái khóa đặc biệt dành cho dây mesh. Đây là nói đúng chính xác thì mình nghĩ nó là khóa cài, rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có các nấc ở đây nè các bạn, phía sau này nó hơi gợn lên, và khi các bạn gắn vào thì nó sẽ giữ lại trên nấc, nó giống như là dây nịt vậy đó. Đó, mình gọi nó là khóa gài luôn đi cho nó đơn giản. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy rất là đáy kính, rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin luôn. Và phía sau đáy này Calvin Klein họ cũng trang bị cái tên thương hiệu khá là lớn ở trùng trung tâm nè, cùng với dòng chữ Squid Mesh khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Calvin Klein này. Chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin bên lề rất là quen thuộc, mình cũng đã trình bày rồi, như là hoàn thiện từ thép không gỉ nè, khả năng kháng nước là 33. Đó, những cái thông tin rất là đơn giản Calvin Klein họ cung cấp chúng ta. Phía sau mặt đáy này, mã sản phẩm họ cũng cầm ở đây luôn nè. Rồi, mặt đáy không có quá nhiều thông tin. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy là với kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang, kết hợp với bề dày kinh nghiệm của tập đoàn đồng hồ Esquad Group rất là danh giá, thì Calvin Klein đã được hỗ trợ cái dây chuyền sản xuất rất là hiện đại. Chính vì thế mà chất lượng của những chiếc đồng hồ CK vốn luôn đánh giá khá là cao. Chiếc đồng hồ này sở hữu một cái phong cách rất là thời thượng với sự kết hợp giữa vỏ máy cùng dây đeo dạng mesh, khoác lên mình cái vẻ thời trang đầy sang trọng và vô cùng nhẹ nhàng, quý phái dành cho nữ. Phiên bản này với vẻ đẹp thanh lịch đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của rất là nhiều tín đồ thời trang trên thế giới, với cái thiết kế đơn giản, tinh tế, rất là phù hợp với nữ giới nè. Ngoài ra thì điểm đặc biệt nữa trên sản phẩm này đó chính là giá thành cực kỳ hợp lý, nó phù hợp với rất là nhiều phân khúc khách hàng luôn, rất là dễ tiếp cận. Và đó là những cái ưu điểm nổi bật nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay mà eShip.vn muốn truyền đạt đến các bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm đồng hồ Calvin Klein nói chung và mẫu Calvin Klein Minimal này nói riêng. Hiện tại thì tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.